Đừng tiếc một củ nữa, độ ngay món đồ này đi anh em ơi. Một chiếc Hyundai Accent 2018. Xe này thì đã được trang bị là gương điện nhưng mà chưa có cụp gương theo chìa khóa zin của xe. Thì anh em chỉ cần bỏ ra hai bữa bia thôi là anh em có ngay món đồ lên kính gập gương tự động tích hợp chìa khóa zin đấy nhá. À, gương tự gộp này, kính sẽ tự động lên này, rất hữu ích khi mà anh em mà để xe ở bên ngoài mà anh em khóa này đấy, anh em quên khóa cửa hoặc là đã khóa cửa mà quên chưa gương kính thì cái món đồ này cực kỳ hay luôn. Giá thì chỉ bằng hai bữa bia thôi anh em nhé, không đắt đâu, hoàn toàn là cắm jack zin, không phải độ chế, không ảnh hưởng gì hệ thống điện của xe cả, cực kỳ ngon, dành cho tất cả các dòng xe như Hyundai hoặc là Kia và Mazda và một số cái dòng xe phổ thông khác. Đó, anh em nào cần lên cái món đồ này, em mời qua Akala Thái Nguyên gặp em Hưng.